Chào các em. Hôm nay anh sẽ lại cùng với chị Toka ăn uống nhé các em ơi. Đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xoay vòng. Xoay vòng xem đến đâu thì mình chọn người đó nào. Rồi, vào giữa này rất đẹp nên chúng ta sẽ chọn chị Toka này các em ơi. Đấy. Rồi. Và anh sẽ bật thêm một ít nhạc nữa này. Ơi. Wow. Chúng ta cùng cho các con vật vào đĩa nào. Sau đó sẽ lấy đồ ăn này các em ơi. Wow. Hay quá đi này, quả dưa hấu này các em ơi. Dâu tây này. Hôm nay chúng ta là sẽ dưa hấu ăn này. Ngô này, nấm này. Và chúng ta sẽ làm cái món đùi gà chiên này. Đừng có ư cái gì, món tôm chiên à. Món sinh tố dâu nhé các em ơi. Chúng ta sẽ ăn món sinh tố dâu. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ ăn luôn quả dâu này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xay sinh tố nhá. Wow. Xay sinh tố này. Đấy, xay sinh tố dâu. Nhiều nước quá. Hay quá. Wow. Cho nấm vào đây luôn này. Thôi, thế nó bị ngộ độc đấy các em ạ. Uống một ít sinh tố luôn. Rồi. Để cốc ở đây, con gà canh giữ nó luôn. Rồi, và chúng ta sẽ làm món súp nấm nấu với gà này. Thả gà vào đây này. Đấy. Tuyệt vời chưa? Cho một ít gia vị vào đây này. Ngon quá. Wow. Làm những đùi gà này. Ngon quá đi. Món nấm này thì thôi cũng ăn được rồi đấy các em ạ. Rồi. Bây giờ là sẽ làm món cá. Cá làm gì bây giờ các em ơi? Cá cho vào xay sinh nó nướng nhá các em ơi. Rồi. Chúng ta cùng chờ đi. Xong. Xong. Chúng ta cho gà vào đây nào. Rồi. Cho ra đĩa. Chặt nào, chặt bỏ vỏ đi, bay vỏ này đây nhá. Rồi. Ăn rồi. Hay quá. Ok. Em đăng ký kênh cho anh nhá. Kênh VCD Game TV này. Đấy. Rồi, thêm một quả dâu tây nữa để kết thúc video thôi. Rồi các em ơi.
Wow. Rồi. Chào các em nhé.